Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Chủ tịch Phúc có thể qua ải tháng 10, nhưng khó qua ải tháng 12. Tháng 10 là thời hạn diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là kỳ hội nghị mà Trung ương Đảng được triệu tập để nghe Bộ Chính trị thông báo về tình hình điều tra và phân bổ nhân sự. Sau Hội nghị Trung ương là kỳ họp Quốc hội để gật những gì mà Bộ Chính trị đã đưa ra. Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị trong bộ máy thì Ban Bí thư nhiều hơn nên Chính phủ có quyền lực. Tại Hội nghị Trung ương luôn nghiêng về phía ý kiến của người đứng đầu Ban Bí thư. Tất cả những ai mà vào tầm ngắm rất sợ hội nghị này, còn những ai chưa bị lộ thì thường là nhờ hội nghị này để thăng quan tiến chức. Rất nhiều người được thăng chức giữa nhiệm kỳ và họ có con đường tiến thân lên sau đó rất nhanh chóng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi hiện nay. Nếu không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, sẽ không có hội nghị bất thường thì cứ trung bình mỗi 6 tháng lại có một hội nghị trung ương. Cứ đấu đá được 6 tháng thì tổng kết một lần. Với kỳ hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng dự kiến tổng kết luận về nhân sự liên quan đến vụ tiêu cực ở Việt Á. Lẽ ra ông Chủ tịch nước sẽ bị quyết định số phận chính trị trong kỳ họp tháng 10. Tuy nhiên, theo những gì mà chúng tôi ghi nhận được, thì ghế của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc chưa thể bay vào tháng 10 sắp tới. Hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi cục diện đôi khi rất nhanh chóng, làm nhiều dự đoán mất đi độ chính xác. Vụ án Việt Á có liên quan đến phu nhân của ông Chủ tịch Nguyễn nước cũng là trường hợp rất khó đoán với ông Phúc. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, nhờ cú sẩy chân của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong vụ hộ chiếu mới đây mà đã có thương lượng tạm hoãn vấn đề đấu tố lẫn nhau. Thế nhưng hiện nay ông Tô Lâm lại đang bị dư luận xã hội tấn công rất mạnh. Cả ông Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhảy vào đánh hôi hội đồng, thì xem ra ông Tô Lâm chưa chắc đã gặp rắc rối. Mà ông Tô không hết rắc rối thì chưa chắc ông đã để yên cho vụ Việt Á. Vậy nên đến tháng 10 cũng còn một phần khả năng có thể ông Chủ tịch nước mất chức. Như chúng ta đã đưa tin, ngoài phi vụ dự án chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh thì bà đệ nhất phu nhân của Việt Nam còn có thể dính đến các vấn đề về thuế. Đã làm ăn không minh bạch thì không hẳn dính đến vấn đề góp vốn, đấu thầu, lại quả, chia chác mà còn dính đến vấn đề đóng thuế. Nói chung là rất phức tạp. Vấn đề thuế sẽ là vấn đề mà Trung ương đang nhắm đến. Được biết, ông Tổng giao chỉ tiêu là đến 15 tháng 12 phải có báo cáo thanh tra giai đoạn 1 cho ông Tổng. Nghĩa là việc thanh tra các dự án và các cơ quan thuế từ nay đến tháng 12 sẽ rất căng thẳng. Đấy mới chỉ là giai đoạn 1, còn giai đoạn 2, giai đoạn 3, vân vân. Nếu ông Tổng thấy cần thì lại cho mòi tiếp. Vấn đề làm ăn của bà Trần Thị Nguyệt Thu kéo dài từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng chứ không phải mới đây, bây giờ mới có. Vậy nên nhiều người thạo tin cho rằng khả năng cao là ông Chủ tịch nước trụ được qua tháng 10, nhưng đến tháng 12 thì rất khó nói. Bởi ông Tổng đang làm rát quá, không biết kết quả sẽ đi về đâu và ông Chủ tịch nước có chống đỡ nổi hay không. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu và chồng. Tuy chiếc ghế Chủ tịch nước là ghế hữu danh vô thực, ghế yếu nhất trong hàng tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù vậy, có rất nhiều người ao ước được ngồi chiếc ghế này, bởi chỉ có vào tứ trụ thì mới có thể hưởng được suất đặc biệt mà tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình. Mặc dù có quá tuổi. Vì thế ghế ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn được rất nhiều người dòm ngó, chờ đợi ông Chủ tịch sẩy chân là có người chám vào ngồi thế ngay. Với cách làm của ông Tổng, hứa hẹn rất nhiều thanh củi gọc nữa sẽ vào lò và có thêm một vài nhân vật trong tứ trụ sẽ chọc gốc. Vấn đề là ngần ấy thời gian ông Chủ tịch nước sẽ chống đỡ như thế nào mà thôi. Trong bốn ghế hàng tứ trụ hiện nay thì ghế ông Chủ tịch nước đang là yếu nhất. Vì yếu nhất nên cũng dễ bị ép cáo bệnh về vườn trước thời hạn nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Phúc đang chơi với vì vợ. Hết họa này lại đến họa khác, xuất hiện nhân vật mới thay ông Tổng. Ông Tô Lâm đang giải quyết vấn đề hộ chiếu mới. Nếu giải quyết êm xuôi thì xem như vấn đề của phu nhân ông Chủ tịch dính đến Việt Á được bỏ qua. Nếu ông Tô Lâm không giải quyết được vụ hộ chiếu thì có thể khiến ông Tô sẽ nổi nóng lên và không giữ lời trước ông Chủ tịch. Ông Chủ tịch Phúc là một người làm chính trị cứng cỏi,
chỉ cần sẩy chân của đối thủ là ông biết lợi dụng ngay lập tức. Đấy là ưu điểm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của ông chủ tịch là phu nhân của ông. Theo thông tin mà chúng tôi được biết, phu nhân của ông thủ tướng không chỉ dính đến vụ Việt Á mà còn dính đến các vụ án khác, trong đó có dự án chống ngập cho một thành phố lớn. Không biết những mối làm ăn của bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ bị phanh phui đến đâu. Nếu Bộ Chính trị cho khoét vào những mối làm ăn của bà, có khi ông Phúc lại gặp sóng gió lớn trên chính trường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc gặp nhiều vấn đề trên chính trường ở Việt Nam. Ông Tổng Trọng đã già, nhóm phía sau đang tranh đua để được chen vào vị trí ứng viên cho chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng Cộng sản. Vì nóng lòng nên hiện nay, nhóm người ở Bộ Chính trị có vị thế hàng thốp đang đòi hỏi ông Tổng phải sớm đưa ra người kế nhiệm. Ông Trọng có quyền giới thiệu và Bộ Chính trị cũng có quyền giới thiệu. Tuy nhiên, lời giới thiệu của ông Trọng có trọng lượng lặng nặng hơn rất nhiều. Cũng theo đánh giá ban đầu, ông Vương Đình Huệ là sáng giá nhất. Theo sau ông Huệ là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính. Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính là ông Lương Cường. Việc tên tuổi ông Lương Cường được đưa ra là bởi ông đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị này có tham vọng thực sự. Đây là nhân tố mới xuất hiện trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Có lẽ đang trong diện ứng cử viên Tổng Bí thư nên ông Lương Cường đã không kỷ luật báo quân đội chỗ ông Bộ là đồng hương của ông đưa lên và cũng không ý kiến thu hồi giải thưởng của bài báo sai phạm do Đại tá Nguyễn Hồng Hải đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Lý do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến uy tín bản thân vì cấp trên của ông Bộ và ông Hải. Bài báo của Đại tá Nguyễn Hồng Hải nội dung ca ngợi những người này thì nay đã vào tù vì vụ Việt Á. Tuy đã bị gỡ nhưng hai giải thưởng nhận được cho bài báo này thì vẫn được công nhận, không bị thu hồi. Đây là sự chớ trêu của báo Quân đội Nhân dân. Đây là hình ảnh ông Lương Cường là nhân tố mới. Được biết từ năm 2011 cho đến năm 2013, ông Lương Cường được học lớp đào tạo lãnh đạo cấp cao ở bên Trung Quốc. Đến nay, vấn đề Việt Á nhập sinh phẩm ở đâu, sản xuất kit xét nghiệm ở đâu vẫn đang bị bưng bít. Chỉ có hai khả năng là nhập sinh phẩm của Trung Quốc, sản xuất của Trung Quốc hoặc sản xuất trong cơ sở của quân đội Việt Nam. Nếu không hay có nơi này thì chắc chắn việc sản xuất ở đâu đó đã được công bố. Dường như vì lo sợ ông Lương Cường sẽ làm Tổng Bí thư nên nhiều đồng nghiệp của Đại tá Nguyễn Hồng Hải rất bức xúc chuyện Hải không bị thu hồi giải thưởng nhưng không dám có ý kiến gì. Có thể nói ông Lương Cường hiện giờ đi nhẹ nói khẽ để không bị lò của ông Trọng chạm vào. Tiếp theo là ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc từng bị sóng gió trong vụ Việt Á đe dọa vị trí Chủ tịch nước. Tuy ông dẹp êm vụ này nhưng rất có thể vợ ông sẽ bị khui ra vụ khác. Vụ mới này liệu có đổ bể hay không thì còn phải chờ. Việc giữ ghế đến hết nhiệm kỳ của ông Phúc đang gặp thử thách hết sức nghiêm trọng. Ông Thủ tướng cũng đang gặp vấn đề với chiếc ghế của mình. Tuy mạnh nhưng uy tín trong đảng và với xã hội đã giảm sút nghiêm trọng. Ông Thủ tướng thì có đường lùi, nếu không giành chiếc ghế Tổng Bí thư thì giữ ghế Thủ tướng vẫn là phương án không tồi chút nào. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ đang có lợi thế nhất. Còn lại ông Vương Đình Huệ, ông Huệ được cho là sạch nhất trong nhóm ứng viên vì ông Huệ được ông Tổng đỡ đầu. Ông Huệ hiện nay có hai cửa thăng tiến. Cửa thứ nhất, nếu ông Chủ tịch nước bị ép về vườn sớm, ông Huệ có khả năng chám vào và ông cũng là người có lợi thế nhất thay cho ông Tổng Bí thư nếu ông Tổng rút lui.